Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã gửi tới các đại biểu cùng toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đồng thời thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2022. Theo đó, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. 10 trên 10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2022. Tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục có bước phát triển mạnh và bền vững trong tương lai.